Theo sử sách chép lại, khi nhà hỏa thân bị lục soát, người ta đã phát hiện khoảng 800 triệu lượng bạc cùng nhiều cửa hàng, ruộng đất với tổng tài sản khoảng 1,1 tỷ lượng bạc. Con số này lúc bấy giờ tương đương với ngân khố của nhà Thanh tích góp trong 15 năm. Ngoài cái tên Cung Vương Phủ, biệt phủ của hỏa thân còn có một cái tên khác, đó là Vạn Phúc Viên. Vậy tại sao lại có cái tên này? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Cung Vương Phủ, dinh thự của hỏa thân nằm ở vị trí được đánh giá là đắc địa bậc nhất Bắc Kinh. Người ta cho rằng kinh thành Bắc Kinh có hai long mạch, một là mạch khô, tức trục chính của Từ Cấm Thành, hai là mạch nước, từ Trung Nam Hải đến Cung Vương Phủ. Cung Vương Phủ là dinh thự của các vương gia thuộc triều đại nhà Thanh duy nhất ở Trung Quốc, được bảo tồn hoàn chỉnh và mở cửa cho khách du lịch hiện nay. Người đầu tiên ở đây là hỏa thân và người cuối cùng là em trai của vua Hàm Phong, Cung Thân Vương Dịch Hân, do vậy có tên Cung Vương Phủ. Không chỉ có các kiến trúc đặc biệt, có thể đem ra so sánh với cố cung Từ Cấm Thành. Trong phủ của hỏa thân còn có vô số bảo vật trấn trạch ở mọi ngóc ngách. Tiêu biểu nhất là 9.999 hình con rơi mang ý nghĩa tốt lành, phú quý, được trang trí dọc theo hành lang và cả tay cầm trên các cánh cửa của biệt phủ. Trong tiếng Trung Quốc, rơi đọc là biển phú, âm sau giống như chữ phúc. 9.999 con rơi này kết hợp cùng với tấm bia đá chữ phúc do đích thân Khang Hy Ngự Bút tạo thành Vạn Phúc. Vì ở thời xưa chỉ có hoàng đế mới được sử dụng chữ vạn, nên hỏa thân đã nghĩ ra cách sắp đặt này để không ai phát hiện ra ngụ ý của mình. Ngoài ra, hỏa thân còn cho xây dựng hai ngọn núi nhân tạo. Tương truyền trong lòng mỗi ngọn núi, ông ta đặt một vật trấn trạch. Đó là một con tỷ hưu lớn tạo bằng ngọc phỉ thúy xanh rất quý hiếm. Trong khi đó, chính vua Càn Long cũng chỉ có con tỷ hưu nhỏ hơn và bằng bạch ngọc. Vật trấn trạch thứ hai là chữ phúc do Khang Hy viết tặng bà nội nhân dịp thượng thọ, sau đó về tay hỏa thân. Bia chữ phúc này được hỏa thân cho tạc vào một khối đá trong lòng núi nhân tạo nhìn giống hình rồng. Vị trí của rồng nằm đúng trên long mạch của Bắc Kinh và tấm bia có chữ phúc được hỏa thân đặt đúng vào huyệt rồng. Do vậy, sau khi vua Gia Khánh lên ngôi, hỏa thân bị phế truất. Dù nhiều lần muốn rời tấm bia này về cung, nhưng do lo ngại động long mạch khiến nền móng nhà Thanh lung lay, nên cuối cùng chữ phúc vẫn nằm nguyên chỗ cũ. Do chữ phúc này bao hàm 5 chữ Tử, Tài, Đa, Điền, Thọ. Khi ghép vào sẽ được các chữ Đa Tử, Đa Tài, Đa Điền, Đa Thọ và Đa Phúc, tức nhiều con cái, nhiều tài lộc, nhiều đất đai, nhiều tuổi thọ và nhiều phước lành. Nên rất nhiều người Trung Quốc khi đến Cung Vương Phủ đều muốn xòa tay vào chữ phúc để lấy may. Vì vua Khang Hy rất ít khi viết chữ khắc bia, do vậy bia chữ phúc này là vô cùng quý giá ở Trung Quốc. Nó được mệnh danh là Thiên Hạ Đệ Nhất Phúc mà nhiều người vẫn quen gọi là chữ phúc Khang Hy. Đến nay, tấm bia này đã trở thành di tích văn hóa cấp quốc gia của Trung Quốc. Cung Vương Phủ được trùng tu và mở cửa là nhờ có Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai, sau khi ông được một nhà Hồng Lâu mộ học cho biết nguyên mẫu của đại quan viên chính là Cung Vương Phủ. Ngay từ năm 1962, ông đã ra chỉ thị yêu cầu chính quyền thành phố Bắc Kinh bảo tồn và gìn giữ di tích này. Năm 1988, Cung Vương Phủ chính thức mở cửa với bên ngoài, nhưng đến năm 2006 mới hoàn tất việc dỡ bỏ các công trình xây dựng trái phép và trở về không gian vốn có. Năm 2012, Cung Vương Phủ được chính phủ Trung Quốc liệt vào danh sách thắng cảnh cấp quốc gia và trở thành một trong những địa điểm thu hút khách du lịch ở Bắc Kinh.